Bún bò ăn cùng với cơm nguội chỉ 20 cành ở ngay đầu xóm. Ráng mua mà ngủ dậy sớm, đi bộ ra xóm cái là có ngay thôi bún nóng hổi rồi. Kỳ lạ là quản lý còn để sẵn thêm cơm nguội nữa, nên là ăn không lo sợ bị đói chí luôn. Mọi người thấy là đúng không? Hồi xưa dân lao động nghèo khổ ba mình kể là làm chi có tiền mà ăn cho nó. Rửa là mỗi lần mà ăn tô bún ri là phải thêm tô cơm nguội trộn vô, ăn cho chắc bụng với nó cả ngày luôn. Bởi ai hỏi ở Huế ăn bún bò muốn ngon thì mình không biết trả lời rằng luôn. Vì rằng vì ở Huế có tí tỉ quán bán bún bò, cứ đi một đoạn sẽ có một quán, nên là mình vẫn luôn trung thành với quán bún ngay ngoài xóm nhà mình. Đi bộ ra ba bước chân là có rồi, vừa ngon vừa rẻ vừa khỏe nữa. Đấy cũng chính là lý do mà mình ít khi quay về các quán bún ở Huế đó. Như tô mình ăn đây, nếu mình nói giá chắc là mọi người không tin nữa hè. 20.000 đó mọi người ạ. Bò cua huyết đầy tô luôn. Cái hương vị bún đâu xóm ní á, hàng thân quen lắm mọi người ạ. Đậm đặc mùi ruốc và mùi xà, khỏi nghi ngút, thơm lừng luôn. Ri mới đúng chuẩn bún bò Huế nè. Trong tô mình gọi là có bò nhúng, cua huyết và rau sống rất là sạch sẽ, cùng với chán nước mắm ở các sạn nữa. Chà chà, ai đi xa Huế thấy ri có thêm không? Má, buổi sáng ra đây ăn sáng á, còn được nhập hồi với những ba hàng xóm trong trường huyết nữa đó. À, nghĩa là tám chuyện trên trời dưới đất á mọi người. À, mà ở đây mọi người muốn ăn 10.000 hoặc 15.000 ó cũng bán nghe. Ăn xong á thì phải tráng ly nước chè đầm đặc ri cho ra dáng người Huế chứ. Quán năm ngày đầu kiệt 164 Hải Triều, bán từ 6:30 sáng đến 11 giờ trưa mọi người nha.